Hôm nay mấy cái cây này nó khá là lớn mà mình sẽ thu hoạch. Tại vì nhà nấu đồ ăn thì mình cắt mang vô. Khi mình cắt thì mình cũng chừa lại cái gốc nó lại, nó sẽ mọc tiếp. Đấy, những cây này là bán ngoài chợ, chỗ này là cũng 1-2 đô rồi. Chừa gốc lại. Khi trồng thì mình sẽ trồng cái cây nó nằm nghiêng hoặc nằm ngang một tí thì rễ nó sẽ bám xuống và từ cái thân đó nó sẽ mọc lên những cái thân con khác từ những cái nhánh đó, và nó mọc ngày càng dày đặc. Mình phải tách ra, nếu mà không tách thì nó sẽ từng tụ cụ bự và nó chỉ như vậy thôi, nó không lớn nữa và nó kín quá. Như cái cây này mình phải tách, nhưng mà tại vì cũng chưa tới cái mùa hè, phải đợi tới mùa hè thì mình tắt thì nó sống, nó lớn mạnh hơn. Cái cụm này là hồi trước là chỉ có một cây thôi, bây giờ thì nó mọc ra một cụm bự. Bên trong kia cũng là một cái cây hồi trước nhân ra. Một cái thùng này hồi trước nhân thì chỉ khoảng 5-7 cây nhỏ, và bây giờ cứ mỗi góc là một cụm bự. Thì các bạn trồng theo như vậy thì được rất là nhiều. Những cái cây mua ở ngoài chợ về mình làm giống thì mình ăn, thì mình ngâm nước mấy ngày nó mọc rễ rồi mình đem ra trồng. Đấy, chỗ này là cũng phải mua ngoài chợ thì khá là mắc tiền đấy. Tại vì cái này mình không cắt thì nó cũng không có lên tốt, cho nên mình phải cắt. Nhiều khi mình không ăn hơi hết thì mình cũng cắt hoặc là đem cho họ hàng để tủ lạnh. Những cái cây của mình thì gần như là không có hóa chất, không có phân bón, không có gì hết. Còn ngoài chợ thì bên Mexico người ta trồng thì khá là, cái cọng nó to hơn, ăn nó dai, nó già hơn, và người ta để nó già người ta mới cắt. Còn mình thì ăn nó non. Những cái già thì ăn vô nó dai lắm. Bên Việt Nam mình thì lúc nào cũng thích ăn đồ non với lại những cái rau tươi và non. Ở ngoài chợ bán một nhúm như vậy là khoảng một đô la này, nhưng mà phải có mùa mới có. Những cái này làm các bạn trồng nhiều thì giao cho các chợ thì người ta cũng thu lại, giá thì nó rẻ hơn, nhưng mà mình cũng vẫn bán, người ta vẫn mua lại hết. Ra ngoài chợ những cái mùa đông là gần như là những chợ người ta có khách tiệm phở đặt hàng hết, cho nên mua cũng khó lắm. Còn mùa hè thì nhiều, mùa hè thì dưới Mexico chuyển lên, ở dưới Los Angeles người ta trồng cũng nhiều. Khó là mùa đông, ngay cả mùa đông mình trồng đây cũng được ít và nó phát triển nó chậm. Ăn thì cũng đủ ăn, nhưng mà mình nhiều khi mình cũng để nhân giống của mùa hè. Mùa hè thì ăn không kịp. Đấy, thì hai chậu hôm nay là hai thùng này là hai thùng bé, hai thùng này chỉ bằng nửa của cái thùng bự thôi, với lại cũng chưa có nhân ra. Đấy, chưa phải hè. Này là đầu cuối mùa đông, cho nên là một cái mùa đông vừa rồi là không phát triển gì mấy, nhưng mà các bạn thấy nó cũng bự, những cây này là bự. Đây thì những cái non thì ngoài chợ người ta sẽ không cắt những cây non, nhưng mà mình thì mình ăn ở nhà, cho nên mình cứ có sao mình cắt hết. Những cái cây già nó sẽ chuyển sang màu tím tím, còn những cây này là non. Đấy, thì các bạn cứ làm theo những cái hướng dẫn như vậy thì trồng có ăn quanh năm và không phải ra ngoài chợ mua. Cái cây này nhiều khi có tiền ra ngoài mua cũng không có bán, những tiệm phở ta đặt hàng hết rồi.
tiệm phở người ta đặt hàng không tới lượt mình ăn đâu, mà mình mua có một bịch nhỏ không có, nhiều khi muốn mua để nấu phở, nấu này kia nọ mà không có hàng vào những cái mùa đông. Mình sẽ hướng dẫn cái cách tách nó những cái cây này ra, phân rồi nước như thế nào sau. Thì các bạn cứ theo dõi, mình sẽ up clip sau cho các bạn.